Tránh các thực phẩm được quảng cáo trên TV. Đôi khi chúng ta ăn mà chúng ta không có biết chúng ta đang ăn ấy. Có thể hiện tại bạn chưa cần cái video này tại vì là bạn đang không thích sống healthy, các bạn không cần phải sống healthy, nhưng mà hãy tin mình một ngày nào đó các bạn sẽ quay trở lại đây và xem hết cái video này. Các bạn dạo này như thế nào? Sun hy vọng rằng mọi người vẫn khỏe và mọi thứ vẫn ổn. Thời gian vừa rồi thì dịch khá là phức tạp, vậy nên là chúng ta sẽ ở nhà tuân thủ theo những cái điều mà Bộ Y tế chia sẻ. Đồng thời là các bạn có thể tìm hiểu thêm một vài những cuốn sách thú vị về lối sống lành mạnh để chúng ta có thể chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Hai cuốn sách đầu tiên mà Sun muốn chia sẻ cho các bạn cũng là hai cuốn mỏng nhất ngày hôm nay. Nó là Sống như những cái cây và Để tâm không bận. Hai cuốn sách này thì nó sẽ thiên về một lối suy nghĩ lành mạnh. Có quá nhiều những nguồn năng lượng tiêu cực ấy, thì nó có thể khiến chúng ta mệt mỏi và stress rất là nhiều. Và đương nhiên sức khỏe tinh thần là một điều cực kỳ quan trọng. Cả hai cuốn sách này thì đều rất là mỏng và rất là dễ đọc các bạn. Văn phong đơn giản, gần gũi. Cuốn Để tâm không bận thì cực kỳ phù hợp với những bạn mà suy nghĩ nhiều và rất là hay biến những cái chuyện nho nhỏ trở thành những cái chuyện nó lớn đấy các bạn. Đây là một cuốn sách mà Sun nghĩ rằng là chúng ta đọc vào chúng ta cảm thấy nhẹ lòng hơn rất là nhiều các bạn. Mà khi chúng ta nhẹ lòng ấy thì chúng ta sẽ cảm thấy yêu đời hơn, chúng ta sẽ bớt muộn phiền hơn và từ đấy thì cái sức khỏe tinh thần của chúng ta sẽ được nâng cao hơn. Còn cuốn sách này thì là Sống như những cái cây, những bài học nhỏ để có nguồn hạnh phúc bất tận. Nếu như các bạn không thích đọc sách, các bạn hoàn toàn cũng có thể đọc được cuốn này luôn, tại vì nó cực kỳ dễ đọc và có hình ảnh minh họa nữa. Có một cái rất là hay Sun đọc được ở phần bìa của cuốn sách: hãy quên những người nổi tiếng ở trên mạng đi. Sự thông thái và cảm hứng cho nguồn hạnh phúc bất tận trong đời sống vẫn luôn ở ngay gần bạn. Sun đồng ý với cái điều này. Sun nghĩ rằng hai cuốn sách này rất là phù hợp để chúng ta có thể tìm đọc khi mà cảm thấy cần một cái gì đấy thấu hiểu và làm nhẹ lòng mình hơn, thì đây là hai cuốn sách như vậy. Như Sun đã nói, chủ đề ngày hôm nay của chúng ta thiên về sức khỏe, về lối sống lành mạnh, và cuốn sách này nó ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của chúng ta hàng ngày. Đừng chết bởi hóa chất. Bình thường chúng ta có thể hình dung sương sương về những thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta ấy, có rất là nhiều những cái hóa chất độc hại. Lý do vì sao mà chúng ta nên tìm đọc cuốn sách này? Tại vì nó sẽ cung cấp nhiều kiến thức cho chúng ta về những cái thứ xung quanh cuộc sống của chúng ta hàng ngày liên quan đến hóa chất độc hại. Ở trong cuốn sách này thì người ta chia sẻ về một số thứ mà chúng ta nghĩ rằng là nó tốt, nhưng mà thật ra nó chưa chắc đã tốt, và một số thì chúng ta nghĩ rằng nó không tốt, nhưng mà cũng chưa chắc là nó đã không tốt. Hiện nay có khá là nhiều những doanh nghiệp mà người ta ưu tiên cái lợi ích của họ nhiều hơn là cái sự an toàn của mọi người. Vậy nên là chúng ta cũng không thể nào ngồi chờ đợi một ai đấy lo lắng cho chính mình được, mà chúng ta sẽ phải tìm hiểu nhiều hơn để có thể tự chăm sóc cho sức khỏe của bản thân cũng như là gia đình, đúng không nào? Thì cuốn sách này nó sẽ thiên về các hóa chất để biết rằng cái gì nó thực sự độc hại trong cuộc sống của chúng ta ở thời điểm hiện tại. Những cuốn sách tiếp theo trong tủ sách Sống khỏe của chúng ta, cả ba cuốn sách này đều cùng một tác giả, đấy chính là của tiến sĩ Norman Walker. Ông là một tác giả cực kỳ nổi tiếng, đặc biệt là cuốn sách này. Sun đã chia sẻ với bạn rất là nhiều về cuốn sách này rồi, đúng không nào? Raw Vegan, sức mạnh chữa lành của thực vật. Cuốn sách này cũng đã giúp cho rất là nhiều người bắt đầu cái công cuộc uống nước ép rau củ quả. Và bản thân Sun thì cũng là một trong số đấy, nhưng mà sự khác biệt một chút là Sun đã uống nước ép rau củ quả rồi, mới tìm cuốn sách này để đọc thêm, để hiểu thêm. Tôi coi nước ép rau củ quả tươi là phần thiết yếu trong mỗi bữa ăn và là phần nền móng rất quan trọng của một sức khỏe tràn đầy sức sống. Ngoài ra thì tác giả còn có hai cuốn sách này nữa, nằm trong cùng một bộ với nhau luôn, là Ăn xanh để khỏe và Sống lành để trẻ. Tại vì dạo này thì mình đang rất là thích tìm hiểu về cơ thể, cách hoạt động của nó và làm sao để mình tối ưu hóa được những cái thói quen ăn uống hàng ngày, thói quen sống hàng ngày để mình có một cái sức khỏe tốt ngay từ khi mình còn trẻ. Nhiều khi chúng ta nghĩ rằng là đến lúc 40, 50 thì chúng ta mới nghĩ đến việc sống healthy, nhưng mà Sun nghĩ rằng là các bạn trẻ bây giờ chúng ta nên tập trung và nghĩ đến việc sống healthy rồi. Có thể hiện tại bạn chưa cần cái video này tại vì là bạn đang không thích sống healthy, các bạn không cần phải sống healthy, nhưng mà hãy tin mình một ngày nào đó các bạn sẽ quay trở lại đây và xem hết cái video này.
Nói một chút về tác giả Norman Walker thì ông được toàn thế giới công nhận với tư cách một trong những người nghiên cứu về sự sống, sức khỏe và dinh dưỡng có ảnh hưởng nhất. Trong suốt gần 70 năm, ông đã miệt mài nghiên cứu để tìm ra con đường dẫn tới một cuộc sống khỏe mạnh và trường thọ hơn. Và bản thân ông cũng là một cái tấm gương sáng cho điều đấy. Tiến sĩ đã sống gần 100 năm. Ông ấy sinh ra vào năm 1886 và mất vào năm 1985. Thực chất thì rồi chúng ta cũng phải chết thôi, đúng không các bạn? Nhiều khi các bạn nghĩ rằng là thôi, dù sao cũng chết nên là hãy cứ kiểu sống như thế nào cũng được. Nhưng mà tại sao chúng ta không nghĩ đến việc chúng ta sống khỏe? Thì suốt cái khoảng thời gian đấy, chúng ta sẽ được sống một cái cách trọn vẹn hơn, ít bệnh tật hơn, ở bên cạnh những người chúng ta yêu thương được lâu hơn, đúng không nào? Trong cuốn sách này thì sẽ chia sẻ kỹ hơn về các loại nước ép khác nhau. Với mỗi loại nước ép thì nó sẽ cung cấp cho chúng ta những cái chất dinh dưỡng như thế nào. Và chia sẻ khá là kỹ để chúng ta có thể hoàn toàn tự lên cho mình một cái menu hàng tuần. Tiếp theo là một cuốn sách khá là hài hước và thú vị mà có thể là các bạn đã cảm thấy rất là thân quen. Ngày hôm nay thì Sơn chỉ nhắc lại em nó thôi. Ruột ơi là ruột. Cuốn sách này thì Sơn đã từng chia sẻ trong 10 cuốn sách mà các bạn nhất định phải đọc trong năm 2021. Vậy nên là ngày hôm nay nhắc lại một chút cho các bạn về cuốn sách này. Thì đây là một cuốn sách mà nói chung là nó đọc nó rất là vui vẻ, rất là thoải mái và rất là thú vị. Có thể là chúng ta chưa biết nhiều những kiến thức về sinh học ấy. Bản thân Sơn cũng thế, ngày xưa mình học rốt nhất là môn sinh các bạn ạ. Nhưng mà mình đọc cuốn sách này mình cảm thấy nó vừa vui vẻ mà lại vừa cung cấp thêm được kiến thức về cơ thể của mình các bạn. Đặc biệt em này là đường ruột nha các bạn. Sơn đã từng chia sẻ với em này khá là kỹ rồi nên là ngày hôm nay Sơn chỉ nhắc lại thôi ha. Nếu như các bạn muốn xem kỹ hơn thì các bạn có thể tìm video mà 10 cuốn sách mà các bạn nên đọc năm 2021 để có thể xem kỹ hơn về cuốn sách này nha. Cuốn sách tiếp theo thì cũng là một cuốn sách Sơn đã từng chia sẻ với các bạn rồi. Đây là Food Rule, ăn uống đúng cách. Cuốn sách này thì nó sẽ đơn giản hơn, giống như là nó cô đọng lại những cái tip, những cái thói quen trong cuộc sống mỗi ngày của chúng ta về việc ăn uống đúng cách. Nếu như mà những cuốn sách khác có thể là nó sẽ chia sẻ nhiều hơn cho các bạn về tim, gan, phổi, ruột các thứ, nhưng mà cuốn sách này thì nó sẽ nói trực tiếp luôn để các bạn có thể dễ dàng nắm bắt. Một vài điều ở trong cuốn sách này như là tránh các thức ăn đóng giả một thứ gì đó không phải chúng, tránh các thực phẩm được quảng cáo trên TV, mua sắm ở khu vực rìa ngoài và tránh xa khu vực ở giữa của siêu thị. Các bạn có biết vì sao là như vậy không? Mua sách để đọc nhé. Trong cuốn sách này thì tác giả cũng chia sẻ về việc là chúng ta hãy ăn chủ yếu là thực vật, nhất là lá, và chúng ta coi thịt như một thức ăn giúp gia tăng hương vị hoặc dành cho những dịp đặc biệt. Cái này thì nó cũng khá là giống với mình ở thời điểm hiện tại. Gần như là hàng ngày thì mình sẽ hay ăn chay nhiều hơn, còn có dịp ăn cùng mọi người chẳng hạn, hay là một cái dịp đặc biệt nào đấy thì mình có thể ăn thêm thịt cá. Thì cuốn sách này cũng là một cuốn sách mà Sơn nghĩ rằng là chúng ta sẽ rất là dễ đọc và dễ tiếp thu những cái thông tin ở bên trong này. Mỗi ý của nó không quá dài để chúng ta có thể dễ dàng tiếp nạp mà không cảm thấy buồn ngủ. Đây là cuốn Thần Dược Xanh. Sơn nghĩ là Sơn đã chia sẻ cuốn này cho các bạn rồi. Bên trong này thì nó sẽ là những công thức về nước ép các bạn ạ. Các loại nước tốt cho sức khỏe. Cuốn sách này chia sẻ những cái công thức một cách cụ thể luôn. Điều mà Sơn cảm thấy sẽ hơi khó một chút đấy chính là một vài những nguyên liệu ấy nó khó mua ấy các bạn. Một vài những nguyên liệu mà Sơn nghĩ rằng là mình kiểu mới đọc lần đầu và mình cũng không biết là mình sẽ mua ở đâu. Ví dụ như là hạt thông. Hạt thông mình sẽ mua ở đâu? Rồi là sơn thù du. Sơn thù du là cái gì? Đấy, nghĩa là có rất là nhiều những loại mà nó khá là lạ. Nhưng mà cũng có những loại nước thì khá là gần gũi. Ví dụ như là nước vải này, rồi cà chua, rồi cà rốt, rồi ớt chuông các thứ. Điều thú vị trong cuốn sách này thì chính là nó có giới thiệu đến một số những loại nước ép mà nó hỗ trợ tốt cho một vài những loại bệnh. Ví dụ như là cao huyết áp này, an thần này, rồi giảm cân này. Thì cuốn sách này có khá là nhiều những công thức như vậy. Chúng ta có một cuốn sách này có vẻ là khá là quen thuộc với chúng ta đúng không? Đây là cuốn Ăn uống tránh miệng. Đây lại là nói về cách mà chúng ta ăn. Điều này rất là quan trọng nha các bạn. Đôi khi chúng ta ăn mà chúng ta không có biết chúng ta đang ăn ấy. Chúng ta ăn nhưng mà chúng ta ăn một cách vội vàng để no thật là nhanh ấy. Nhưng mà điều đấy nó có thực sự tốt cho sức khỏe của chúng ta không? Trong này thì có cả những công thức nấu ăn nữa các bạn ạ. Một vài điều mà Sơn cảm thấy khá là hay trong cuốn sách này và nó đã tác động trực tiếp đến mình như là ăn bữa sáng càng sớm càng tốt, ăn ngay sau khi bạn thức dậy. Sau khi thức dậy mình sẽ uống một cốc nước ấm
có thể là uống nước ép luôn, hoặc là mình sẽ ăn sáng luôn và sau đấy thì mình mới uống nước ép, sẽ tùy hôm. Từ khi đọc cái này thì San cảm thấy là mình nên ăn sớm hơn, mình không nên ăn quá muộn. Là một cuốn sách ăn uống chánh niệm mà San nghĩ rằng là San nên chia sẻ với các bạn, và các bạn nên đọc cuốn sách này. Tại sao chúng ta lại ngủ? Một trong số những cuốn sách dày nhất mà mình có chỉ để trả lời cái câu hỏi tại sao chúng ta lại ngủ, để chúng ta biết được cái sự phức tạp. Tại sao chúng ta lại ngủ? Nếu như mà để trả lời một cách ngắn gọn ấy, thì là để cơ thể của chúng ta có thời gian nghỉ ngơi và làm lành. Cuốn sách này là một cuốn sách rất là dày của tác giả Matthew Walker, giáo sư giảng dạy về khoa học thần kinh và tâm lý học. Đồng thời ông còn là giám đốc trung tâm khoa học về giấc ngủ con người và là cựu giảng viên tâm thần học tại trường đại học Harvard. Sao chúng ta lại ngủ là cuốn sách đầu tiên của ông được giới thiệu tới công chúng sau hơn 20 năm nghiên cứu về giấc ngủ. Cuốn sách này là tổng hợp của 20 năm tiến sĩ nghiên cứu về giấc ngủ các bạn ạ. Vậy nên chúng ta cần phải đọc cuốn sách này một cách kỹ càng. Thật sự để đọc hết cuốn sách này nó cũng không dễ các bạn, tại vì nó dày. Nhưng mà San tin chắc là nó sẽ đưa đến cho các bạn rất là nhiều điều, nhiều kiến thức thú vị. Và đặc biệt là chúng ta sẽ quan tâm nhiều hơn đến giấc ngủ của chúng ta hàng ngày. Các bạn có đang thức khuya không? Các bạn đi ngủ vào lúc mấy giờ? Các bạn hãy comment phía dưới cho San biết, chia sẻ cho San cái thời gian các bạn đi ngủ và thời gian mà các bạn thức dậy, 2 phút comment nhé. Trong cuốn sách này thực ra nó chia sẻ đến rất là nhiều điều, thậm chí là các loại bệnh tật và giấc ngủ nó có liên quan gì đến nhau, như là ung thư, đau tim, rồi là bệnh tiểu đường và những giấc mơ, tại sao chúng ta lại mơ nữa. Tác giả cũng có chia sẻ về những cái thứ mà phá hoại giấc ngủ của chúng ta đó. Đọc xong cuốn sách này thì San nghĩ rằng là ít nhiều các bạn có thể tìm được cách làm sao để chúng ta có thể ngủ ngon hơn khi mà chúng ta hiểu nhiều hơn về cái giấc ngủ của chúng ta, về cơ chế của nó ha. Một cuốn sách tiếp theo cũng nằm trong hội anh em cuối cùng nhưng mà cực kỳ dày, ung thư không phải là bệnh. Dạo này thì thật ra mình cũng quan tâm nhiều hơn đến ung thư. Những gì bạn sắp đọc có thể sẽ làm lung lay, thậm chí là làm sụp đổ nền tảng niềm tin của bạn về cơ thể, sức khỏe và việc chữa bệnh. Nhan đề ung thư không phải là bệnh có thể gây bất an cho nhiều người, khiêu khích một số người nhưng cổ vũ tất cả mọi người. Nói đúng ra bạn có thể đi tới kết luận rằng ung thư là một nỗ lực tự chữa lành tinh vi cuối cùng của cơ thể để sống sót lâu nhất trong hoàn cảnh cho phép. Và tác giả cũng cho rằng nếu như mà chúng ta sử dụng một số những cái phương pháp nó mang tính chất truyền thống thì nó sẽ tốt hơn với việc mà chúng ta cố gắng để sử dụng những cái biện pháp mạnh để tiêu diệt nó ấy. Bản thân mình cũng cảm thấy lo lắng chứ, về bệnh tật thì cũng sẽ lo lắng đúng không? Vậy nên là cung cấp kiến thức ngay từ bây giờ thì không có gì là thừa hết. Cuốn sách này thì cũng khá là dày và ngôn từ thì cũng không phải là dễ đọc đâu các bạn nha. Nghĩa là nó kiểu sẽ có rất là nhiều thứ nó mang tính chất lý thuyết và y học ấy. Thành ra là đọc cuốn sách này chúng ta cũng sẽ cần một chút kiên nhẫn. Và nếu như chúng ta thực sự thích tìm hiểu về nó thì chúng ta hãy tìm đọc. Năng lượng sống từ thảo dược. Bản thân mình thì đã có một khoảng thời gian tìm hiểu khá là nhiều về các loại thảo dược. San nghĩ rằng là có rất là nhiều điều kỳ diệu trong tự nhiên, trong cuộc sống mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng, ứng dụng được mà chúng ta không cần phải uống thuốc quá nhiều ấy. Ở trong này có rất là nhiều những món ăn ngon mà nó kết hợp với cả các loại thảo dược cũng rất là hay, như là cá hồi ướp gừng này. Gừng cũng là một loại thảo mộc rất là tốt các bạn nha. Gần như là ở trong nhà mình lúc nào cũng sẽ có gừng, trà gừng các thứ. Mỗi khi bất cứ khi nào mình cảm thấy mệt, cảm thấy chóng mặt, cảm thấy buồn nôn, mình đều uống trà gừng. Có rất là nhiều những cái loại thảo mộc quen thuộc ở trong này, như là mật ong, như là mù tạt, như là ớt, bạc hà, hoa hồng, lá trà, rất là nhiều. Và trong cuốn sách này ấy, thì các bạn sẽ có thể tìm hiểu về lợi ích của các loại thảo dược. Cuốn sách cuối cùng của ngày hôm nay và là cuốn sách dày nhất, Ăn gì không chết. Ăn gì không chết mà dày như này. Trời ơi, một cuốn sách đầy ắp kiến thức và giá trị. Đây là một cuốn sách của bác sĩ Michael Greiser. Nó dày đến tận 771 trang. Riêng phần chú thích của nó thì đã chiếm một cái mức rất là dài, là nó chiếm từng này của cuốn sách luôn các bạn.
Trong cuốn sách này thì chia sẻ về khá nhiều những căn bệnh khác nhau và cách mà chúng ta có thể ăn uống như thế nào để cải thiện nhiều hơn. Ở phần 1 ấy, thì chúng ta sẽ đọc những cái thông tin để không chết về các loại bệnh, để không chết về bệnh tim, để không chết vì bệnh liên quan đến phổi, để không chết vì các bệnh liên quan đến não và rất là nhiều những bộ phận khác nữa, rất là nhiều những cái bệnh khác nữa. Còn ở phần 2 thì tác giả sẽ giới thiệu lượng mà chúng ta cần ăn hàng ngày. Và San tìm thấy được sự đồng điệu và những cái sự giống nhau trong những cuốn sách mà về ăn uống lành mạnh ấy. Đó là hãy ưu tiên ăn thực vật. San chưa từng thấy một cuốn sách nào chia sẻ về ăn uống tốt cho sức khỏe mà lại nói rằng chúng ta hãy ăn nhiều thịt hơn, hãy ăn nhiều món ăn từ động vật hơn, mà phần lớn là chia sẻ cho chúng ta nên ăn nhiều rau củ quả, các loại đậu, các loại rau xanh, hạt lanh, các loại ngũ cốc nguyên cám, các loại thảo mộc. Cuốn sách này nó chính là một cuốn sách nó tổng hợp rất là nhiều thứ và nó có một cái thông tin đầy đủ nhất. Nó dày như thế này mà các bạn, giống như một cuốn từ điển vậy đó các bạn. Thường ý, phần 2 của cuốn này thì mình sẽ đọc hết luôn, còn phần 1 sẽ tùy lúc. Phần 2 là lượng mà chúng ta cần ăn mà, thì San sẽ đọc hết. Còn phần 1 thì lúc nào mình cần tìm về cái bệnh gì thì mình sẽ tìm về cái bệnh đấy. Nhưng mà San nghĩ rằng đây là một cái cuốn cẩm nang về ăn uống mà tất cả chúng ta đều nên có. Vâng, rất là nhiều những cuốn sách. Ngày hôm nay San đã chia sẻ với các bạn nguyên một ngăn sách về lối sống, về sức khỏe. Có rất là nhiều cuốn sách mới nhưng mà cũng có những cuốn sách khá là quen thuộc với chúng ta rồi đúng không? Các bạn đã mua đọc chưa? Nếu chưa thì hãy bắt đầu lựa chọn cho mình một cuốn sách để chúng ta bắt đầu thực hành nhiều hơn trong cuộc sống hàng ngày để sống khỏe hơn mỗi ngày ha. Ngay phía dưới phần mô tả sẽ có link của tất cả những cuốn sách ngày hôm nay San chia sẻ với các bạn. Và San cũng rất là cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này và trong những thời gian còn lại của cuộc đời. Bất kể các bạn đang ở lứa tuổi nào, hãy chú ý nhiều hơn đến sức khỏe. Cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Đừng quên nhấn nút đỏ và nút chuông, đăng ký để không bỏ lỡ bất cứ video nào trong thời gian tới. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Tại sao chúng ta lại ngủ? Nói nôm na và nói ngắn gọn thì là để cơ thể của chúng ta. Ôi. Và hai cuốn sách này San nghĩ rằng là chúng ta có thể tìm đọc khi mà chúng ta cảm thấy và hai cuốn sách này San nghĩ là chúng ta có thể tìm đọc khi mà tâm hồn của chúng ta Ok.